Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2023. Hôm nay chúng ta học đến bài cuối của ưng như thị trì. Tức là dịch theo tiếng Việt là hãy như vậy mà sống. Bài thứ 11. Thủy trung tróc nguyệt, cảnh lý tầm đầu, khách thiền cầu kiếm kỵ ngư mít ngư không qua dương diệm mộng nguyễn phù âu nhắc bút câu đoạn yếu hưu tiện hưu ba ca độ tửu thôn điền lạc bất phong lưu sứ giả phong lưu bài này của ngài xuyên thiền sư và trong bài này câu nào cũng hay cả nghe thủy trung tróc nguyệt tức là vớt ánh trăng trong nước cảnh lý tầm đầu tức là tìm cái đầu thiệt của mình trong tấm gương khắc chu cầu kiếm tức là khắc mạng thuyền để lội xuống sông lặn xuống dòng sông để kiếm cây kiếm mình rơi kỵ ngư với ngư là cởi con trâu mà lại đi tìm con trâu không qua dương diệm mộng quyển phù âu tức là qua đớm giữa hư không cứ sinh cứ diệt cứ rơi loạn xạ thế nhưng mà chúng ta đang đi kiếm những qua đớm ở hư không đó để hái về mộng quyển phù âu có nghĩa là trong giấc mơ và những hình hài giả quyển giống như bọn nổi trôi trên dòng sông những cái thứ rất là tạm bợ giả vờ chúng ta tưởng thiệt chúng ta cứ rượt đuổi chúng ta cứ nắm bắt nhắc bút câu tận nghĩa là khi cái nét vẽ đã sạch rồi mũi kim thiêu đã bị gãy cái con người và nên nghiệp nó không còn yếu hưu tiện hưu và cần nghỉ ngơi thì ngay lúc đó nghỉ ngơi cần dứt vọng thì ngay bây giờ phải buông được vọng ba ca độ tử thôn điền lạc ba ca cái từ này nó rất là lý thú và nó có hào nghĩa rằng là những khúc ca dân dã, khúc đồng dao hay nói theo ngôn ngữ chúng ta là những cái thể loại nhạc đồng quê đó độ tử là đánh bài uống rượu và những cái trò vui trong thôn giả tự nhiên nó có mặt khi anh biết buông xuống những cái điều rối rắm nơi tâm thức của anh và sâu xa hơn nghĩa là biết buông cái bản ngã này cái con người đầy kiêu ngạo tự hào là tôi là ta đây trong một tróc ta này buông được thì mọi thứ lạc thú giữa cuộc đời này tự nhiên nó hiện đến với anh thôi bất phong lưu sứ, giả phong lưu là dù cho cái chỗ đó Nó không phải là cái nơi phong lưu lắm Nhưng mà anh cũng có quyền sống Một đời sống phong lưu nghe Đây là bài của Ngài Xuyên Thiền Sư Khá lý thú Thế là bản dịch của bài này Mình dịch nó không có trung thực từng câu Theo với ý của Ngài Xuyên Thiền Sư Nhưng mà nó cũng đủ diễn đạt được Cái nội hàm của bài thơ này Đầm lạnh vớt ánh trăng trong gương tìm lại đầu khắc thiền mò kiếm báo cưỡi trâu cứ tìm trâu không qua cùng dương diệm mộng nguyện với phù âu một quyết liền xong việc an nhiên chớ mửa cầu hát khúc nhạc quê vui điền giả chẳng phân lưu ta vẫn phong lưu đây là bài thứ nhất bài này có hàm ý thế này mình ghi hàm ý cho các vị Hàm ý đó là hãy dừng lại mọi tâm thức lăn sang ngược xuôi. Ngay bây giờ và nơi đây. Hãy dừng lại tâm thức lăn sang ngược xuôi chạy vãi. Thì ngay bây giờ, ngay nơi đây, không cần thêm gì cả thế nhưng anh sống rất phong lưu rất vương giả các vị lưu ý nha có khi người ta phong lưu nhưng mà không có vương giả kẻ sĩ có thể phong lưu nhưng mà không có hoàng đế do vậy cho nên với một đạo nhân hiểu đạo thì vừa phong lưu vừa vương giả nào nghĩa chi giàu có vô cùng hào phóng vô cùng và nhân cách cao quý vô cùng phong lưu nó hàm một cái loại đó là có một phong cách cao quý có một phong cách tiêu sái vượt khỏi thói thường không có phạm tục không có vẫn đục không ô uế không có bằng tiện không có tiêu xa thế nhưng mà tràn đầy cái nét thi vị của đời sống gọi là phong lưu nghe không biết mình dùng nhiều cái từ quá có vị có thể tắm được hay không nhưng mà từ từ nghe lại thôi thế đại vương giả là chê thưa các vị một đời sống không có bằng tiện một đời sống hào phóng một đời sống hiến tặng một đời sống tràn đầy niềm vui không có cầu cạnh văn sinh ai không có nắm áo ai gọi là vương giả đây là lối sống của hoàng đế thế nhưng hoàng đế thì vẫn thua một bậc nha lối sống của bậc giác ngộ cho nên nó hàm hai tính chất này không tìm cầu, không rượt đuổi, không ngược xuôi, không chạy vãi, không cầu cạnh, và không nương tựa vào ai, và chỉ có thiền nhân ngộ đạo thì mới sống được điều này, còn không đời sống của chúng ta nó phải cứ một là tựa nương, hai là trông chờ, ba là cầu cạnh, bốn là mong muốn người ta ban tặng cho mình nỗi buồn niềm vui, mong muốn người ta chú ý đến mình quan tâm tới mình trân quý mình tôn trọng mình vân vân thưa các vị đều là loại ăn xin cả cho nên nếu không thấy đạo nói một cách tổn thương nhau thì chúng ta mãi ăn mài nghe cứ xin xỏ thôi cho nên nhớ hãy dừng lại mọi tâm thức lăn xăng ngược xuôi vọng động cầu cảnh vang sinh nói nhiều từ lắm nhưng viết nhiều bất công quá nên dứt ngắn thôi ngay bây giờ ngay nơi đây anh có khả năng sống rất phong lưu và vương giả đây là nội hàm bài thứ nhất bài thứ hai của ngài nhàn cực vân tác sự tồn tâm quý yếu tinh bất tin chung thị bất thông linh kỳ phùng tuyệt sứ trước phương diệu mai đáo hàng thời hương vũ thanh ba này cũng khá hay tác sự nghĩa là làm việc hãy giữ cái tâm và quý nhất là ở chỗ tinh diệu nghe tức là rồng một thứ thôi chiên một thứ thôi tạp nham nhiều thứ quá không có thành công đâu nghe cho nên tác sự tồn tâm quý yếu tinh hãy giữ lòng khi làm việc đó chỉ một việc thôi mới đưa người ta đến sự thành công điều thứ hai bất tin chung thị bất thông lên nếu việc ấy mà không có tin không có chuyên không có thuận nhất thì không thể nào đạt đến cái chỗ màu nhiệm tuyệt vời của nó Câu thứ ba kỳ phùng tuyệt xứ trước phương diệu những cái tay cờ và lỗi lạc đạt đến cái chỗ tột cùng bích lối qua đường đi mở được một nước đi thì lúc bây giờ nó mới đạt đến cái hàng cao kỳ được tức là hàng kỳ vương được nói cách khác tâm ta đạt đến bước tột cùng Nói theo ngôn ngữ nhà thiền nó đầu xào trăm trưởng là lên tới đỉnh rồi, chưa là chi cả. Đạt đến cái không tột cùng rồi cũng chưa là chi cả. Bồ ta ngàn nhẫn rớt xuống vực sâu chừng đó là mới thấy được cái con người không sinh công việc. Mai đáo hàng thời hương vũ thanh. Qua mai nếu không có đi ngang một đông, mùa đông rất lạnh đó, thì chắc chắn rằng là qua nó nở không có đẹp là một thương nó không thơm là hai và cái điều này thưa các vị đối với thiện nhân mà nhìn thì nếu con đường tu của các vị lang thang phất phơ cho vui chẳng có đầu tư thân tâm mình cho cái công trình tu tập miệt mà chắc chắn rằng là các vị không nếm được hương vị của pháp đang đến tột cùng của một tâm thức để rớt vào không gian giác ngộ đôi khi nó phải đánh đổi cả sinh mạng chứ không đơn thuần là chỉ có giản dị một đời này tu phất phơi qua ngày và đạt đến cái chỗ tuyệt vời của công phu thiền tập nhé bài này nó có hàm ý như vậy thế rồi mình chép cái hàm ý của bài này ý tổ một phen liễu đạt thì xong việc nhưng phàm tâm không dễ đoạn. Ý tổ liễu đạt thì xong việc, tức là liễu đạt xong thì thành Phật đó. Thế nhưng rắc rối chúng ta nó là phàm tâm không dễ đoạn trừ. Do vậy cho nên nếu chưa từng một lần vách đứng ngàn nhẫn mà buông tay cho rớt mất mạng thì không liễu đạt được ý tổ càng không sống được với đạo đó nghe ngàn nhẫn hàm nghĩa rằng là cái vực sâu ngàn trượng anh liều thân anh buông thân xuống anh đốt hình hài giống như dược dương bồ tát đốt hình hài vậy thưa các vị chắc chắn rằng là hương vị chánh pháp không thể nếm được sống đông đưa qua ngày thôi chứ còn cái chuyện có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ gì như chuyện này không dễ thế cho nên liễu đạt cái ý tổ thì thấy được Phật tánh hiện tiền có thể trở thành một thiền sư thế nhưng từ cái việc ngộ đạo thấy tánh đạt đến cái chỗ viên mãn đó là một chặng đường rất là dài tùy theo căn cơ của mỗi người chúng ta tùy theo niềm đam mê của ta tùy theo cái chủng nhân lâu đời nó gieo tùy theo cái nội lực tu ngay bây giờ nữa cho nên các vị nên lưu ý nghe ý tỏ một phen liễu đạt thì xong việc thế nhưng phạm tâm thì không dễ đoạn trừ do vậy nếu anh chưa từng ngàn nhẫn buông tay một lần cho mất sinh hoạt phạm hưu này thì chắc chắn rằng là không thể nếm được hương vị chánh pháp đây là cái hàm ý mình gói lại cái câu thơ của ngài nhàn cực vân thế rồi bản dịch của bài này thế này công phu tinh chuyên và tỉnh tại Cuối cùng ta lại gặp chính ta. Kỳ phùng địch thủ cờ mới diệu. Mai đến mùa đông hương nậm đà. Bất tin chung thị bất thông linh. Nghĩa là nếu không có chuyên tin, không có tin cần, không miền mài, thì chẳng đi đến đâu cả. Mình dịch ở đây là cuối cùng ta lại gặp chính ta là như vậy nghe. Đàn đến công vua cuối cùng rồi anh mới thấy được cái duyên bột thực của anh thật tánh của anh tâm như lai bất động của anh còn nếu anh cứ lằng nhằng qua ngày nay tu niệm phật mai tu trì chú mốt lăng sang học thiền niệm xứ bữa kia nghe nói là thiền đốn ngộ thế nọ thế kia và không giữ tâm chân chánh cương trực một lòng đối với con đường thiền tập của thưa các vị mình nói theo ngôn từ nhân gian nó xạo xạo cho vui thế nghe chẳng tới đâu rồi <laughs> tu ừ gọi là khoe mẹ mình có đi trung tâm này có học thiền với thiền sư kia có giữ khóa tu nọ vân vân khoe cho vui thôi chứ còn không đi đến đâu luôn nghe à. sống chết với công trình tu quả wow, mai các vị mới đến được vị chánh pháp cái này là thiệt tình chứ không dọa nhau làm gì đâu chuyện thiệt nó là như vậy cái điều đầu tiên mình gọi ra đây đây công hiến đại chúng là điều này đó là người ta chỉ có thể sống với sự hiểu biết của chính mình cái hàm ý rằng anh không thể bắt chước ai sống được hết anh sống bằng đời sống chính anh thôi đời sống chính anh là chị từ nền tảng hiểu biết của anh ra làm sao thì anh biểu hiện đời sống ra làm vậy Ví dụ anh giàu thì cứ giàu thế nhưng mà cái cốt của anh đó là cốt khỉ thì anh vẫn biểu hiện cái cách khỉ của anh thôi. Dù con khỉ đó cho ăn mặc rất là sang trọng. Ngồi trong đại sảnh của nữ hoàng đang chiêu đãi Thế nhưng mà rồi ba phút là nó biểu lộ cách khỉ của nó ra rồi thưa các vị. Cho nên con người ra làm sao biểu lộ ra nhân cách làm vậy nghe? Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là người ta chỉ có thể sống với sự hiểu biết của người ta với nội hàm người ta đang quân tập thôi với sự tu tập người ta ra làm sao ta biểu đạt đời sống ra làm phải nghe và những vấn đề này nó khá ư là nhiều rắc rối cho chúng ta mình chia ra để cho các vị nhận diện thứ nhất mà khi hiểu biết nâng lên ngang tầm nào anh sống ở mặt bằng tầng ấy cái điều này nó tự nhiên nha và nếu chúng ta nhìn để mà phân tích thì thưa đại chúng rằng chúng ta có rất nhiều tầng và nhiều tầng để chúng ta sống nha đầu tiên là sống ở nghiệp thức thứ hai sống với nhận thức thứ ba sống với văn hóa thứ tư mình chia nhiều tầng như thế này để các vị nhận diện về mình rồi chúng ta tự phấn đấu nghe đầu tiên thưa đại chúng rằng là ta sinh ra với một cái gia tài rất lớn đó là nghiệp thức của ta này buồn vui của ta sầu khổ của ta bất an của ta tham dục của ta ái nghiệp của ta đồng nhất mình vào dòng giải luân hồi và luôn sống cái điều này gọi là sống cái nghiệp thức và tùy cái mức độ nghiệp của các vị cư mang có thể nghiệp đó là nghiệp của loài quỷ dữ, nghiệp của loài giả dạ so vừa tái sinh lên cuộc đời này, cho nên cái nhân cách của ta, thưa các vị, nó không thể nào biểu lộ khác được. Tuy nhiên, trong cái nghiệp của loài giả dạ so, loài quỷ dữ, nó cũng khá khác biệt nhau, chứ không phải nhất thiết là giả dạ so và quỷ dữ. Đôi khi những loài giả dạ so quỷ dữ ấy, nó có một chút phước điền trong quá khứ Ví dụ Là một con chó thôi Thế nhưng mà không phải chó là chó ghẻ như nhau ngoài đường phố như nhau bị người ta bắt trộm ta thuốc chết ăn thịt giống nhau nghe Tùy vào mức độ phước của từng cái con chó một cho nên có những cái con chó nó bé con thôi nó được sinh ra trong nước nước này Nó được người ta chó ăn, được người ta cưng chiều, được người ta đánh răng mỗi tối, được người ta ủ mà cho nó ngủ vào mùa đông mặc áo cho nó và được người ta tắm rửa mát mẻ sạch sẽ ngủ chung với chủ có chuyện này không có nghe cho nên thưa các vị sống với nghiệp thức hàm nghĩa rằng nghiệp ta cứ quan trong quá khứ ra làm sao thì bây giờ đời sống ta nó biểu hiện ra làm vậy và cố gắng lắm cố gắng lắm với một con người thì họ có thể học đời họ có thể đổi thay họ có thể tu tập họ có thể nâng tầm kiến thức của họ họ có thể làm cho ngay một kiếp người thế nhưng họ sống với phước lành của chư thiên điều này có thể xảy ra cho nên ta nói nhau rằng là điều đầu tiên rất căn bản là loài người có mặt ở đây mang chủng tử nghiệp thức rất sâu thế nhưng mà không hàm nghĩa rằng định mệnh định mệnh khiến như vậy nghe điều thứ hai sống với nhận thức nó hàm nghĩa rằng là trên cái nghiệp người của chúng ta chúng ta may mắn chúng ta biết phát triển chúng ta có định hướng cho đời sống tu của mình và chúng ta quyết lòng rằng là không để cho cuộc đời mình nó chìm trong bất hạnh và nhận thức của mình nó dâng đến một cái mức độ tương cân với đạo thì thưa đại chúng rằng cái sự nhận thức ấy nhắc dẫn đời sống nó làm cho từ mặt bằng đời sống một con người bình thường Vương đến tầm cao có thể ngay một kiếp sinh thân là người này có vị sống như vị thiên đế Hoặc có vị sống như vị thiên Hoặc các vị, có các vị sống như vị thiền tăng Cho nên nhận thức của ta từ nền tảng học hỏi Đây là từ nền tảng học hỏi nha Từ nền tảng trải nghiệm Từ nền tảng tu tập luôn và khi năng lực học hỏi của mình mà nó dâng lên thì nó có cái chất liệu văn hóa này đi vô và văn hóa này nếu là văn hóa trường lớp nó được đào tạo trên cái nền tảng của một xã hội lưu manh lùa bịp lừa dối trên cái nền tảng của một xã hội nó đầy mang trá thì thưa các vị với nghiệp thức của người thế này ta cộng với một cái loại văn hóa như vậy thì nó nhận chìm đời ta có khi mang hình thức một con người nhưng mà tâm thức ta nó thấp hơn con người dữ dằn ác độc mưu mô vân vân thưa các vị cho nên chắc chất văn hóa này nó chia ra nhiều não nghe thế rồi văn hóa này nó được cái sự may mắn lớn lao đó là gia đình của ta có truyền thống tam bảo lâu đời tin phật tin pháp tin tăng văn hóa này cộng với cái môi trường ta trưởng thành trong cái điều kiện được dạy dỗ được giáo dục của một trường lớp nó nhân bản cộng với bạn bè và ngữ ta đa phần là người lành thì nó lại thay đổi nó làm thành cũng văn hóa nhưng mà nó lại xuôi về cái chiều hướng tu tập hướng dẫn tâm ta đi đến con đường tu tập giác ngộ cho nên đời sống ta biểu hiện ra nhân cách của ta cách cư xử của ta lời nói của ta việc làm của ta vân vân thưa các vị nó tương ứng với đạo nó nuôi dưỡng được phước lành tự thân ta trong đời này đời đời sau nó làm hạnh phúc đến cho bao nhiêu người nó làm thăng qua một đời này và nhiều đời trong tương lai đây là chất văn hóa nó tác động vào cái đời sống nhận thức và khi nó tác động vào đời sống nhận thức thì cho dù đời sống anh có trải nghiệm nỗi khổ ra làm sao Có bị dằn xé ra làm sao Có bị cuộc đời Nó hành hạ đâu ra làm sao Nhưng mà tâm bồ đề không mất Thiện tâm không mất Lòng thương người không mất Niềm tin với cuộc đời vẫn còn nghe. Cho nên cái chất văn hóa này Nó rất là quan trọng Khi nó được nâng lên cao Thì nó làm thành tựu năng lực tu tập Và nó nhắc dẫn anh Dần dần bước vào cái công trình thứ ba là công trình tu học nghe cho nên năm phần mình nêu cái phần này rất quan trọng mình ví dụ thêm 30 năm đi ngang qua mình được nuôi dưỡng trong một môi trường nó vô cùng tồi tệ thế là một sớm tình cờ mình bắt gặp một dòng chánh pháp mình lại có được dương mai gặp được một vị đạo sư khai ngộ cho và nó tự nhiên là lật ngược lại cái dòng văn hóa mình đang nuôi dưỡng trong quá khứ này lợi này danh này tham đắm dục lạc phù vô này nền tảng của nhân sinh quan xây dựng trên cái nền tảng đó là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta cái nền tảng của tàu tháo ngày xưa xây dựng nên cái cơ chế chính trị của thời tam quốc đó tự nhiên mình lật ngược nó lại hứa với lòng rằng thà người phụ ta ta không phụ người thà người xấu với ta ta không xấu với người ta luôn cư xử đẹp với người tốt với người lành với người và nếu có thiệt thòi thiệt thòi chính bản thân ta chứ không để thiệt thòi người khác trên nền tảng văn hóa như vậy thưa đại chúng rằng tự nhiên mình lật ngược lại mình làm cho đời sống mình nó ngang tầm với các bậc hiền thánh từ nền tảng văn hóa được nuôi dưỡng như vậy thì nó đi vô cái nền tảng công trình tu học này nó nuôi dưỡng được ta rất lớn lao nha. Tự nhiên nó có thể giúp ta ngay đời này đổi thay quan niệm sống. Ngay đời này dù xã hội ra làm sao nhưng mà ta vẫn yên ngang vẫn sống một cách rất lành thiện. Và dù cho cuộc đời có dày đạp ta như thế nào nhưng mà ta không mất niềm tin đến lòng thương con người đến nhân cách con người đến tâm thức con người đến xã hội loài người thế cho nên thưa các vị cái nền tảng văn hóa này nếu may mắn gặp được bậc đạo sư khai ngộ thấu hiểu được đạo thì cái chuyện rất tất nhiên xảy ra là tự nhiên nó dắt dẫn ta đi vào con đường tu học rất là dễ đây là mình nói về cái nền tảng thứ ba nó quan trọng như vậy đang đến chiều kích thứ tư Ngoài cái việc công trình tu học các vị được dắt dẫn bởi nhân duyên lành từ các bậc thầy khai đạo. Còn có một phần vô cùng quan trọng là từ những chủ nhân lâu đời của quá khứ nghe. Thực ra ông thầy dù có giỏi mấy nói rách miệng ra thế nhưng mà chủ nhân ta đối với đạo không có mặt. Thì đừng hòng. Điều thứ hai nó cũng xảy ra nữa là dù thầy giỏi, dù bậc minh sư dù chủ nhân lành ta có Thế nhưng mà hoàn cảnh xung quanh nó bao vây ta Bạn bè ta Xã hội ta, gia đình ta, con em ta Người thân của ta Họ đều đẩy ta đi về cái chiều hướng ác độc Bất thiện Tràn đầy ác pháp Thì không thể sống được với công trình tu học đâu nghe Do vậy cho nên Đẩy được đời sống trưởng thành Trong công trình tu học Nó là một nhân duyên nghìn thở Và khi các vị có được sự nhận thức có được trình độ văn hóa nhất định có được tâm khát khao tu tập nhất định thì cái khả năng của các vị biểu hiện trên đời sống này tự nhiên nó hiện lộ được cái chất đó là tràn đầy lòng thương yêu tràn đầy tâm nhân ái tràn đầy sự chân thật tràn đầy lòng trân quý con người và các vị biết lợi dụng trọn vẹn những điều kiện ta đang có thì giờ của ta hoàn cảnh của ta đời sống của ta sức khỏe của ta năng lực tài ba của ta cho một việc đó là tu tập thôi và người như thế này trên mặt bằng đời sống có tu thế này thưa đại chú rằng cái việc tất nhiên xảy ra đó là đời sống họ biểu lộ được nhân cách cao quý của họ do vì họ có tu tập cho nên nó phải như vậy thôi không cần khoe mẽ không cần làm cái chi để cho người ta biết tới mình tu không cần là biểu hiện ra rằng tôi thông tuệ tôi hiểu biết tôi có đạo hạnh vân vân thế nhưng mà những điều đó không giấu ai được tự nhiên nó tỏ hương đây là ta gọi là sống với công trình tu học không thể khác được cho nên cái định nghĩa ban đầu là khi hiểu biết đang đến tầm nào thì anh đang sống trên mặt bằng của tầng ấy nghe nếu hiểu biết của anh nó chỉ cái tầng đó là lừa bịp dối đáo thế thì chắc chắn điều rằng là anh sống một đời với sự lừa gạt dối láo thế thì hiểu biết của anh ở cái tầng là tâm thức rất là chân thật thế thì anh sống như vậy không cách nào lừa dối người ta được thế hiểu biết của anh nó có phẩm chất của sự tu học thì thưa đại chúng rằng anh đến anh đi anh nói anh cười anh giao tế với em bé và người già với người quyền quý hay là với người ăn mài vân vân nó vẫn biểu lộ cái tính cách đó là người có tu tập đây là bốn bước nói về mặt bằng của đời sống nghe thế là bước thứ năm này đạt đến cái chiều thăm sâu ngộ được đạo thấy được tự tâm sáng được cái điều đó là cái gì sinh diệt thì bỏ đi cái gì không sinh diệt thì ta sống với với người hiểu biết như thế này thưa các vị chỉ có một việc đó là họ sống với cái tâm giác ngộ họ sống với thể tánh bất động vô sinh bất diệt của họ thôi và không ai có thể đẩy họ ra khỏi vùng trời này được không ai có thể bỏ tiền ra làm cho lệch hướng không ai có thể mời họ về danh vị về chức quyền vân vân thưa các vị tất cả những cái thứ phù qua bên ngoài không có thứ chi có thể dắt dẫn tâm thức họ rời khỏi cái vùng trời của giác ngộ được đây là năm tầng ta nói cho nhau nghe về sự việc như vậy thế là vấn đề thứ hai phần b của vấn đề khi có sự giác ngộ bên trong mình gọi ra đây năm ý cho các vị chép vào tập cho vui thế thì mình giải thích những cái tầng này để cho các vị lưu ý nghe Thưa đại chúng là khi có sự giác ngộ bên trong có hàm nghĩa rằng là khi cái nội hàm bên trong của các vị được nuôi dưỡng, được cắt chứa và được vun bồi. Và những cái tầng của nó là thế này, đầu tiên cái tầng giác ngộ cạn nhất để nó làm thành cái chân đế xây dựng nên cái tòa lâu đài của sự giác ngộ đó là cái điều này tức là cái niềm tri ân và tôn kính tam bảo có mặt nơi các vị vì thực rằng một con người không có niềm tri ân không có sự tôn kính trong lòng nhất định đối với pháp của phật đối với công phu hành trì thì tôi bảo đảm rằng là nhiều đời cho ngang qua các vị chỉ có thể làm cái người dạo chơi quanh cái vườn hoa phật pháp thôi chứ còn không thể đi vô công trình tu tập được vì một lý do gì đó ta không cúi đầu trước Phật, trước Pháp, trước Tăng. Vì một lý do lợi danh gì đó, ràng buộc đời sống ta, ta không thể phủ phục quy trước Tam Bảo. Thì thưa các vị, đời người khó có khả năng gắn kết đời mình vào công trình tu học nha. Các vị nên nhớ rằng là tâm ta có thể thiện lành, trình độ hiểu biết Phật Pháp ta có thể sâu sắc. Thế nhưng mà chưa thể đối trước một vị thầy rất phàm phu nói một chữ không ra tiếng vườn sắn bóng lợn đi cấy mà mình còn không thể đối trước ông mà quy y và tôn kính thì thưa các vị đừng hòng nói đến chuyện tu tạp chứng thiền chứng đạo gì cho mất công cho nên điều đầu tiên đó là cái niềm tôn kính tri ân tam bảo có mặt trước tùy mức độ lòng khiêm tốn ta ra làm sao thì năng lực học phật pháp ta nó đi vào chiều sâu ra làm vậy Tùy sự khiêm tốn của ta đối với Phật Pháp Tăng ra làm sao Nuôi dưỡng được bộ đề tâm của ta ngay một đời và nhiều đời ra làm vậy nha Thưa các vị, mình nhớ rằng là mình quy y với một vị thầy rất nhà quê Mình xuất gia với vị thầy rất dốt Nhưng mà với mình, cái niềm tôn kính của mình với vị bổn sư đó Cho dù mình học với một ngàn vị thầy sau này Nhưng mà vì đó vẫn là vị thầy dắt dẫn mình đi vào đường tu vẫn là người bắt nhịp cầu để mình xuất gia nghe thế cho nên với một người có tâm chân chất như vậy có tâm lòng trong sáng như vậy với cái nền tảng vô cùng mềm mại tâm như vậy thì thưa đại chúng rằng mới có thể đi vào cái công trình tu tập dần dần theo với nhân duyên lành phát triển được và nếu các vị chưa thiết lập được cái nền tri ân tam bảo gần nhất là tri ân tất cả những cái điều kiện đến với mình để mình sống còn đây gần hơn nữa là tri ân các người đưa mình vào đời tri ân bạn hữu của mình bạn bè của mình vân vân thưa các vị từng miếng ăn mình đã họ nhận từng giọt nước mình uống từng làn không khí mình thở vào thở ra các vị còn chưa thể niệm ân đối với tất cả những ân nghĩa các vị nuôi sống cuộc đời này thì khoan nói đến chuyện đi vào công trình tu tập khoan nói đến chuyện chứng thánh làm gì cho mệt hãy thiết lập cái nền này rất vững cái đã cho nên đây là cái nền tảng nó làm thành suy giác ngộ bên trong nha điều thứ hai từ nền tảng ban đầu đi vô con đường tu học có khi chẳng cần con đường tu học gì đâu từ nền tảng tâm chân thành như vậy từ nền tảng thiện lành như vậy là các vị tự nhiên thể ngộ vô thường rất là dễ dàng có khi mình chưa học Phật Pháp thế nhưng mà nhìn mặt trời chiều mình bồi hồi nghe tiếng chuông chiều lòng mình sống sang nhìn một đám chết đi ngang qua mình thấy đời mình vô lý sống rồi trả hình hài về cho căn bụi phù du rất ư là vô lý vậy ư ừ. thưa các vị tự nhiên là nơi nội tâm các vị nó tự nhiên sinh khởi một ý niệm về vô thường ngao ngán cuộc tử sinh ngao ngán con đường lanh quanh giữa thế trần điều này nó làm thành cái chủ nhân để các vị đi vào sự giác ngộ sâu xa nghe do vậy cho nên một là duyên mai đến chánh pháp học để thấu được lẽ vô thường hai chủ nhân lành do quá khứ vừa đời để tích cóp nó làm thành cái chủ nhân vô cùng là tuyệt vời để các vị dù không gặp phật pháp nhưng mà cũng ngộ vô thường phát tâm tu sợ tử sinh phát tâm tu sợ phiền não khổ đau sở kiếp luân hồi cho nên các vị vẫn có thể phát khởi bồ đề tâm tu tập được trường hợp này từng xảy ra với các vị độc giác phật gọi là duyên giác đó thưa các vị đó là một cái nền tảng vô cùng căn bản điều thứ ba cái duyên mai là chúng ta gặp được phật pháp trong thời này nghe kinh học chánh pháp tiếp cận các bậc đạo sư các ngài giảng trạch cho chúng ta biết rằng cái này là sinh diệt nè cái này là bất sinh diệt nè và giảng trạch đến một độ sâu xa ta nghiệm ra rằng cái nhìn được pháp sinh diệt thì cái đó bất sinh diệt thì cái trường hợp này thấy thì đơn giản nhưng mà không phải ai cũng nghiệm ra được đâu nghe sinh diệt thì ai chẳng sinh diệt buồn vui ai chẳng buồn vui nhìn người chết từ quá khứ ông bà cụ kỵ của ta cho tới người hàng xóm của ta cho tới bè bạn của ta cho tới người thân của ta ai chẳng từng chứng kiến những người chết Thế nhưng mà Kinh sợ Hải hùng Trước cái chết, trước cái bệnh, trước cái già Quảng loạn và không muốn mình lặp lại con đường này Dường như không mấy người đâu nghe Thế cho nên thưa các vị Không có chủ nhân lành Không có công vô tu Không có quán chiếu thì ta không thể nghiệm ra được Pháp nào là pháp sinh diệt Và không ước mơ Nghiệm ra được cái pháp bất sinh diệt Khi tâm thức ta Đạt đến một chiều kích Thấu ngộ được pháp này sinh diệt nè Pháp này là pháp bất sinh diệt nè Thì các vị bước vô cái tầng thứ tư Rất ư dễ dàng nha Tức là các vị thể nghiệm được Cái pháp bất sinh diệt Rất ư là dễ dàng Thế nào là thể nghiệm rất dễ dàng Nhìn ra đây buồn Đây vui, đây hận, đây giận Nhìn ra đây là những dòng ý thức Tùng tụ đi ngang qua Cái nhìn được sinh diệt Cái bất sinh diệt Đơn giản là vậy Thế nhưng mà tin thì không dễ Bước vào để hành trì càng không dễ Người ta chỉ có thể chấp nhận mình là sinh diệt Và người ta chỉ có thể làm một việc đó là Rượt đuổi pháp sinh diệt Kinh sợ pháp sinh diệt Tìm mọi cách để né pháp sinh diệt thôi Chứ còn không thể dùng năng lượng tâm Đối diện với cái sinh diệt của buồn vui Và nghiệm ra cái bất sinh diệt Là cái tự tánh không sinh diệt Ngay hiện đời, ngay bây giờ, ngay nơi đây Do vậy ngàn thở trong kiếp tử sinh ta mới có cơ mang ngộ được pháp bất sinh diệt nghe thế rồi ngộ là một việc thế nhưng có thể dân tặng đời sống mình ném một phát trọn vẹn đời sống mình với cái thể tâm bất động ngay hiện tiền vô sinh bất diệt này để sống từ sáng tới tối dường như không dễ đơn giản một điều có những ngày mình rất rảnh rang không bận bịu việc chi Thế nhưng mà ai có khả năng làm được một việc vô cùng giản dị rằng là ngồi bình yên, sống với cái tâm lặng lẽ, tỉnh tại hiện tiền, quan sát mọi thứ sinh diệt đến đi cùng cũng trôi ngang qua. Không. Người ta cảm thấy nó nhàm chán, cảm thấy nó trống trải, cảm thấy nó cô đơn, cảm thấy nó thiếu thốn một cái gì. Do vậy cho nên rất cần gọi điện thoại đầu trên sống dưới, rất cần một người bằng hữu nói năng, rất cần kiếm cái chuyện gì để hướng ngoại. Người ta không có khả năng hoạt ánh sáng dội ngược về để nhận diện pháp bất diệt đang có mặt bây giờ, để nhận diện những đối tượng sinh đang diệt cùng cũ đi ngang qua và trú trong trạng thái bất động của pháp bất động, đó là tâm vô sinh, bất diệt của các việc. Cho nên, hiểu là một việc. Việc này đã thiên năng vạn năng. Sống được với điều này mới là chuyện đáng nói nghe Cho nên, thể nghiệm được pháp bất diệt nó hàm nghĩa rằng từ nhiều nguồn từ cái nguồn yểm ly trần thế của các vị chán sợ tử sinh của các vị từ cái nguồn của nghiệp lành quá khứ của các vị gom về từ cái nguồn của các vị miệt mài học pháp các vị thấu đạt từ cái nguồn của năng lực tu các vị đạt đến một chừng mức nào đó gom những nguồn này lại các vị mới có thể sống được với cái tâm đang quan sát lặng lẽ hiện tiền chứ đừng tưởng rằng cái chuyện này nghe là chúng ta làm được chưa thể đâu đây là điều thứ tư khi có sự giác ngộ thế này tự nhiên đời sống ta không cần làm gì cả mà ta tự nhiên sắp xếp cuộc đời mình để sống được với điều này vô cùng đơn giản nha ta biết cách làm thế nào để gạt bỏ bớt những nhân viên nó làm đời sống ta nhiều bận rộn bất an ta biết gạt bỏ những cái chuyện lợi danh phù phiếm ta gạt bỏ những giao tình không cần thiết ta biết gạt bỏ những cái buồn vui hận giận vỡ vẩn của đời người ta biết gạt bỏ những việc không đâu để có thể dành trọn vẹn thì giờ mình sống với cái điều này và khi liễu đạt được điều này sống được với điều này thưa các vị thì chắc chắn rằng là tự đời sống của các vị sẽ phát sáng và tỏ hương thôi cái điều này tự nhiên ha ai có tu thì họ nghiệm ra rằng đời của họ thân tâm của họ càng ngày càng sáng ra không có chuyện tối om được không có chuyện buồn giận ghét thương tràn ngập thân tâm họ được các vị nhìn vào một người mới xuống gia ví dụ như một ông sa di và mình đã lộc quyển này mình chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp của các chú sa viên người mỹ nó vô tu nó đều như vậy ngay đầu tiên nó đến nó xin tập sự thấy cái tướng của nó là biết ngay anh ghiền nó chơi ma túy nó chơi cần sa gì không biết mặt tối hù tóc thì dài thực tập hai năm các thầy bảo rằng là bao giờ anh có thể đoạn sạch với quá khứ những cái nghiện ngập của anh thì mới cho anh xuống nhà thưa các vị thế rồi nó sống thêm hai năm nữa bốn năm thực tập như vậy và tới chừng nó cạo tóc ra mình thấy ồ đẹp như một ông tăng từng tu mấy chục năm mặt sáng ngời và cái điều kỳ lạ là sau đó tới tháng cuối hắn ngao ngán đó thôi tu như vậy đủ rồi bây giờ tôi về đời thì thưa các vị bắt đầu nhan sắc hắn xuống lại cái sự tối tâm bắt đầu nó hiện ra trong mặt mày trong ánh mắt trong câu nói trong, câu nói, trong tiếng cười trong dáng đi của hắn Còn lúc mà hắn phát tâm mặt mày sáng bừng điều này cho chúng ta cái nhìn thưa các vị nếu các vị hướng tâm về con đường thiện lành nếu tâm các vị luôn phát sáng và cao hơn một tầng nữa đó là ta luôn hòa cái năng lượng của sự nhận biết về chiếu sáng toàn thân ta thì chắc chắn rằng là cuộc đời của các vị ngay bây giờ ngay nơi đây liền tỏa sáng không phải tỏa sáng nó là một cái từ tượng hình để mời gọi sự thực tập mà cái điều này rất thật nha người nào có sự thực tập nhất định có tu tập nhất định thì điều đầu tiên họ phải làm đó là tự nhiên mặt mà của họ chiếu sáng tự nhiên là Đời sống quanh họ, những cái muộn phiền bị rũ sạch, tự nhiên là những ưu tư phiền não không dính vào đời sống họ. Và có như vậy thì các vị nghiệm ra rằng là ta có mặt giữa thằng đời này, ta không cần mời gọi ai. Nhưng mà tự nhiên, sự có mặt của ta mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người. Một câu nói, một tiếng cười của ta lấy đi nỗi buồn, sầu hận của người và lo phiền muộn đầy dẫy nơi tâm thức của người kia nhưng mà họ ngồi với ta trong vòng 3 phút thì họ nghe lòng họ thanh thản họ nghe sự bình an có mặt do vậy cho nên nếu đạt đến trình độ sống như thế này có thể thể nghiệm được pháp bất diệt nơi tự tâm sống với năng lực chánh niệm thì thưa các vị rằng là đời sống của con người đó tự phát sáng và tỏ hương đây là sự thành tựu nhất định của người thấu ngộ được đạo và có được công phu tu tập nha. Đây là năm bước mình nói về khi thực sự có sự giác ngộ bên trong. Giờ vấn đề thứ hai mình muốn thưa các vị là điều có thể xảy ra và không thể xảy ra. Mình chia vấn đề này ra làm nhiều bước để cho các vị đi vô để nhận diện về những điều mình trình bày nhé. Thứ nhất, điều có thể xảy ra và không thể xảy ra là mình muốn nói điều gì? Thưa các vị, năng lực tu của các vị, sự thành đạt giác ngộ của các vị nó có thể xảy ra và nó cũng có thể không xảy ra. Tại sao? Vì mọi sự thành tựu hay là thất bại không hề là việc tình cờ nhé. Không hề có cái chuyện trong kinh văn thì người ta gọi một cái từ rất dễ thương đó là không không có di lặc tự nhiên và thích ca trời sinh người ta dùng cái từ thay đổi thôi tức là không có đức di lặc nào tự nhiên mà rớt xuống nhân gian này cũng không có đức thích ca nào tự nhiên mà thành vị phật thích ca điều gì nữa đây thưa các vị đều là cái công trình tu tập hàng xa kiến nghe ý muốn gửi gắm nhau cho chúng ta biết điều này thưa các vị không có chuyện tự nhiên mà các vị thấy đạo không có chuyện tự nhiên mà các vị thông tuệ không có chuyện tự nhiên là các vị nâng đời sống mình lên đến cái tầm tri thức của người hiểu biết có văn hóa càng không có chuyện tự nhiên các vị sống được với tâm thiện lành với tâm có tu tập và với tâm giác ngộ nó là một quá trình trao dồi cần mẫn và sự tinh chuyên nghiền ngẫm vô cùng sâu dày mới có thể thành tựu điều này đừng nghĩ tu ngày một ngày hai rồi ta có được sự an lạc nhất định thưa điều này điều này không thể xảy ra cho nên là nhớ mọi sự thành tựu hay thất bại nó đều là một quá trình rất dài chứ không phải là tự nhiên đổ cái rầm sập ngôi nhà tự nhiên một sáng tình cờ bà tiên bà vung đũa thần cái chúng ta có được tòa lâu đài không đó là một quá trình xây dựng thì từ cái điều vật lý bên ngoài các vị nhìn lại thân tâm của các vị con đường học thuật của các vị sự trưởng thành của các vị nó đều đi theo một cái tiến trình rất dài của sự thành tựu từng ngày một từng giờ một từng phút một do vậy nên lưu ý một điều rằng điều đầu tiên là mọi sự đều được nuôi dưỡng bằng nhân duyên. Thứ hai, một là mình đã có cái chủ nhân tam bảo, đã có chủ nhân lành, đã có một niềm thiết tha với con đường tu tập. Thế nhưng mà ngang đây chưa đủ thiếu gì đâu. Nếu mình không đủ thông minh tạo cho mình vô vàng nhân duyên thì thưa đại chúng rằng chắc chắn rằng là cái nhân này nó sẽ teo tóp và nó biến mất và hư vô. Có khi nó bị mất luôn cả hàng giống. Do vậy cho nên khi có chủ nhân lành cái điều quan trọng là tạo vô vàng duyên để có thể nuôi dưỡng đời sống tu của ta. Cái nhân của các vị dù có cái nhân giác ngộ lớn bao nhiêu tôi không cần biết Thế nhưng mà các vị không đủ thông minh tạo cho mình có cái cái duyên Để nuôi dưỡng mình Để càng ngày càng vun bồi Càng làm thành Cái tố chất Để cho nó có một cái nội quẩn sâu xa Để hàm dưỡng mình Trên con đường tu tập thì thưa đại chúng rằng là cái nhân bồ đề của các vị dần dần nó teo tóp lại và nó biến mất hồi nào không hay hay nói cách khác là gieo hạt ớt xuống hay là quạt hạt cam xuống nhưng không chăm sóc kiến nó tha đi mất mai mốt nó lên cây xương rồng <laughs> cho nên thưa các vị mọi sự đều được nuôi dưỡng bằng nhân duyên nghe thậm chí nếu ta trích một câu kinh trong kinh pháp hoa thì các vị nhìn ra điều này càng rõ hơn nữa trong kinh pháp hoa phẩm phương tiện có bốn câu thế này chư phật lưỡng túc tôn Tri pháp thường không tánh Phật chủng Tùng duyên khởi Thì cố thuyết nhất thừa Bốn câu này Trong cái pháp hoa phẩm phương tiện Các đức thế tôn Biết rằng bản chất của các pháp vốn là không tánh tức là tánh của nó nó chưa định hình là phật là thiên văn là bồ tát gì cả chưa định hình là quỷ dữ phàm phu thiên ma ngoại đạo gì cả và cái giống phật nó cũng theo với nhân duyên mà nó phát triển và nó sinh trưởng do vậy cho nên các ngài dù có thuyết ba thừa nhưng cuối cùng vẫn thuyết nhất thừa để cho chúng sinh nó đi vào con đường phật thừa nghe Thế rồi mình giải thích điều này đủ rộng hơn là thế này Thưa các vị Cái nhân của ta Nó có sẵn cái tánh Phật nơi đây Năng lượng giác ngộ nó hàm tàng nơi đây Thế nhưng mà nếu mình không đủ dương lành Mình cứ trôi theo vọng thức Mình đồng nhất mình vào những đối tượng Đang bị nhận diện Và khi đồng nhất mình vào những thứ phù qua bên ngoài Nhà là tôi Tiền là tôi Người thương là tôi Buồn vui là tôi Lo bất an là tôi và các vị luôn đồng nhất mình vào những cái bên ngoài Thế thì chắc chắn rằng là các vị đồng nhất mình vào sinh diệt Đồng nhất mình vào nghiệp thức Đồng nhất mình vào sinh tử Thế rồi, may mắn Học chánh pháp Nghe lời Phật dạy Đọc ngữ lục thiền Ngộ được pháp yếu vân vân Tức là thể nghiệm được những cái đối tượng đang bị quan sát thì nó sinh và diệt nhưng mà cái chủ thể là cái năng lực biết quan sát được mọi thứ đó vốn là năng lực tâm bất động vô sinh nghiệm ra điều này làm khởi hạt nhân tin tưởng Phật pháp ngay nơi điều này các vị dần dần nuôi nó bằng cách là cắt bớt những nhân duyên hướng ngoại những nhân duyên nó ràng buộc các vị những nhân duyên nó làm ta mất thì giờ những nhân duyên nó làm cho chúng ta lây quay cuộc tử sinh ngồi yên bình lại tỉnh tại lại để sống với năng lực tâm luôn quan sát sống với cái phật tánh lặng lẽ hiền tiền sống với cái tâm thường trụ bất động như thế này thì ta tạo nhân duyên lành như thế này để ta có thể thành đạt được một vị phật giác ngộ thế nên điều lý đầu là thưa các vị mọi thành tựu bây giờ thất bại nó không hề là việc tình cờ rớt xuống đời ta mà nó do ta làm chủ ta khéo sắp xếp ta tạo nhiều duyên để có thể chú được trong pháp hành trì nghe giống như thầy phước tỉnh vậy Nói là quay lại cái ví dụ này Các vị nghiệm ra nghe Đăng Không học hành bao nhiêu cả Biết lõm bõm và ba chữ cho vui thôi Học Phật Pháp cũng chẳng ra trò <laughs> Thế nhưng Ông biết cái cách thương đời sống Ông ông biết cách tri ân Tam Bảo cái là con đường tu không làm gì khác Ngoài cái việc ta tu Và truyền đạt những điều mình hiểu biết Đến người khác tu thôi Để nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người Do vậy cho nên chủ nhân Phật thì nó rất ốm yếu nhưng mà nhờ nhân duyên đó là mình tự tạo cho mình cho nên tự nhiên mình mắc kẹt trong dạ lan tự nhiên mình trở thành một người gắn bó để sống bình với Phật Pháp tự nhiên mình trở thành một người ngày nào cũng phải đọc kinh ngày nào cũng phải tìm cái ý để có thể diễn đạt để có thể trình bày đủ sáng, đủ rõ, đủ tỏ đủ đi vào chiều hướng thăm sâu để cống hiến cho những người nghe bình để ta học Pháp ta tu đặt mình trong việc phải làm như vậy, tự nhiên mình làm gì, đâu có việc khác, không làm gì gì khác ngoài việc này hết. Thế thì tự nhiên gắn bó đời sống mình, tự nhiên nuôi dưỡng được mình, tự nhiên làm cho mình, tại càng ngày càng có niềm vui với chánh pháp. Ừ, và dường như thưa các vị, mình đặt mình trong việc phải làm như vậy, cho nên mình tự tạo mình cái duyên chứ có ai tạo cho mình đâu. Bố mẹ mình không tạo cho mình được Thầy mình không tạo cho mình được Bằng hữu mình không tạo cho mình được Phật tử không hề tạo những điều này cho mình Để mình định giá cuộc đời mình Và mình luyện đời mình vô năm việc này để làm Và thì giờ Dường như không có rảnh Cho nên mình hay nói với các vị một câu rằng là Dường như người ta tu người ta buồn Đó là chuyện tầm phào Tu mà cần người tâm sự cũng là chuyện tào lao <laughs> Tu mà chạy đông chạy tây để vãn cảnh nọ cảnh kia dường như là chuyện phi lý thưa các vị còn không có thì giờ để làm cái việc tỏ thiền việc đâu cơ hội đâu mà đi cái chuyện vơ 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 vẩn càng không có thì giờ để buồn để giận để ghét để thương để ganh tị để lo âu nghe do vậy nên nhớ phật tánh còn tùy theo duyên mà khởi huống nữa là cái duyên tu tập ta ta không tạo duyên thì không khởi được đâu nghe thế nhưng cái chuyện vô cùng quan trọng của cái chữ này, các vị đừng nhìn kinh văn bằng một con mắt, rất ư là bình thường, thẳng thờ cho nó đi ngang qua, thưa các vị cái chữ này quan trọng lắm nè. nó hàm nghĩa rằng là phật tánh đã có sẵn trong ta, chỉ cần duyên thì nó sinh khởi. chứ không phải là phật tánh tùy duyên sinh nó không có sinh, tại vì sinh là cái từ không mà nó có. Cho nên cái chữ khởi này trong Kinh Văn Pháp Hoa dùng rất là hay nha. Chư Phật lưỡng túc tôn, biết Pháp thường không tánh, giống Phật theo duyên khởi. Thế cho nên nói nhất thừa. Từ điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị là nếu ta có tu tập có sự thông minh nhất định, thì ta phải biết tự mình tạo những cái duyên lành nhất định để nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình, nuôi dưỡng năng lực tu của mình. Và nếu người nào đủ thông minh như vậy thì họ nhận ra rằng ngay bây giờ điều có thể xảy ra đó là ta có thể là thánh, ta có thể là người bậc thầy giác ngộ, ta có thể là một thiền sư. Còn nếu người nào không hiểu được điều này thì thưa các vị, không thể xảy ra cái việc đó và các vị cứ trầm luân trong ba cõi mà thôi, không cách gì các vị vượt thoát được đâu nghe. Đây là điều thứ nhất mình nói về mọi thành tựu thất bại không hề là việc tình cờ không hề là chuyện tự nhiên không hề là cái chuyện quà tặng không không mà trên trời rơi xuống các vị phải tự mình nuôi mình tự mình hàm dưỡng mình tự mình làm tăng trưởng đời sống tu tập của mình phần b vấn đề với con mắt người học phật họ làm được cái chi họ sẽ làm được một điều rất tự nhiên điều thứ nhất họ đủ niềm tin với tham bảo Điều thứ hai. Điều thứ hai là nó dắt dẫn đến sự thành tựu. Điều thứ ba. Gieo mầm. Và chờ đợi ngay. Thưa các vị. Họ làm được điều đủ niềm tin với Tam Bảo thì sẽ có những điều thành tựu. Điều đầu tiên thành tựu đó là chi? họ tích hợp được nhiều duyên lành và họ làm được điều đó là nuôi dưỡng thưa đại chúng rằng là nếu người có học phật có tu tập có hiểu biết chánh pháp thì đầu tiên nó phát sinh nơi con người đó một cách tự nhiên đó là họ có niềm tin vững chắc với tam bảo niềm tin vững chắc với tam bảo nó được xây dựng trên cái nền của tin nhân quả tổ phước trước nghe sau đó niềm tri ân tam bảo sau đó là lời pháp thế tôn họ trân quý và họ tu tập cho nên ta gọi từ niềm tin tam bảo nó hợp bao vấn điều lại điều thứ hai họ tích hợp được nhiều duyên lành họ biết tự mình tạo nhiều duyên lành họ biết gần gũi thiện tri thức biết bố thí biết cúng dường và vô cùng quan trọng là họ trì giới họ tạo thành một cái nền tảng phước điền vô cùng lớn đối với công trình trì giới nghe. thứ ba họ không dừng lại đối với công trình làm cho tăng trưởng phước điền từ ngày từ ngày tâm của họ luôn phát sinh phước điền do vì họ câu hữu với từ tâm họ luôn phát sinh phước điền do vì họ tâm hữu với bi với hỷ, với xã luôn vận dụng năng lượng tâm quán chiếu về từ về bi về hỷ về xã làm cho nó dính chặt với bốn yếu tố này để nó tăng trưởng phước điện từng phút giây một điều thứ tư họ phát triển ba la mật mà một ba la mật vô cùng quan trọng là luôn phát triển ba la mật trí tuệ nghe vì trí tuệ nó chở luôn năm ba la mật đầu bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định thưa các vị nếu không có cái nền của trí tuệ ba la mật thì những phước điền này nó chỉ giúp ta sinh thiên hoặc có mặt lâu dài cuộc đời hưởng phước điền thôi do vậy cho nên trí tuệ ba la mật nó mới nhắc dẫn ta đi vào quả chánh giác nó mới nhắc dẫn ta đoạn trừ ngã chấp và thành tựu được sự nghiệp giác ngộ vô ngã nghe thế cho nên đủ niềm tin tam bảo nó hàm rất là nhiều cái nét như thế này được tích hợp trong cái sinh hoạt của một người có học Phật, có hiểu biết Pháp, có đi vào công vô hành trì. Năm thứ hai, họ đủ thông minh để dắt dẫn tâm đến sự thành tựu. Thưa các vị, mình không thông minh, không có trí tuệ, không được nuôi những ba la mật lớn dậy trong tâm thức. Do vậy cho nên có thể mình thành đạt được một chút ít trong cái con đường tu tập thì mình dừng lại mất. Chẳng đi đến đâu cả. Giống như người ta. Nghèo quá, Thế thì tự nhiên một sớm nào đó được củ cải trên trời rớt xuống do phước điền quá khứ tạo thành cho nên người ta dừng ngang lại với cái công trình có của ngàn đó mà thôi. Trong khi nếu thực sự là người có được năng lực, có được bản lĩnh có được cái khát vọng rất lớn thì họ không dừng lại với sự nghiệp giàu có chừng 50 triệu bạc đó nghe. Lỡ có vốn rồi họ làm giàu tới. Cũng như vậy khi có vốn liếng ba la mật khi có năng lực tu khi có học hiểu chánh pháp rồi người ta không dừng lại những quả vị như thinh văn dương giác quyền thừa bồ tát mà ta phải đạt tột nguồn đó là chứng nghiệm phật quả thế cho nên dắt dẫn tâm đến sự thành tựu cuối cùng đây là cái việc của người khi họ học hiểu chánh pháp tu tập chánh pháp hành trì chánh pháp điều cuối cùng của cái phần b này tuy nhiên khát vọng lớn lao niềm tin phật sâu chắc từng ngày từng ngày gieo trồng và vun bồi ba la Bạc cũng vô cùng là giàu có thế nhưng mà không nôn nóng không tất bật ngược xuôi không chạy vãi không có tham vọng mà họ luôn chờ đợi bằng một cái chi bằng một cái tâm bình ổn tĩnh lặng an hòa cứ từng ngày từng ngày cho tới là Phật hiện ra thọ ký là hằng hà sa kiếp tương lai anh thành tựu quả Phật rất là quan hỷ cho không có chuyện là hôm nay tôi phải thành Phật không có chuyện nôn nóng vậy các vị nhìn con gà ấp trứng là các vị học được qua là Phật này nghe có con gà nào mà nó mới ấp hai ba ngày rồi nó mổ trứng ra cho con gà con muốn ra không vậy khùng thì chớ không có gà nào nó khùng vậy đâu nghe không có cái tên nào nó trồng lan cái chuyện này mình đã từng xảy ra đợi ba bốn năm cái màn nó mới hé trong hoài nó không chịu nở dạch miệng nó ra coi nó màu gì có ai khùng nhau không, không. <laughs> tại vì không tích hợp đủ quan hợp không nhiễm sắc tố đủ thì nó không có ra cái màu màu đỏ màu trắng màu xanh màu vàng như cái đó qua thực sự thế cho nên thưa các vị chờ đợi một cách kiên nhẫn chờ đợi bằng cái niềm hỷ lạc do vậy cho nên khi ta là người có học phật có con mắt hiểu danh pháp thì những điều này nó sẽ xảy ra đối với người tu Phật chúng ta đây là ba nét mình đi ngang qua phần b thế thì cuối cùng có một cái kết luận nơi đây đóng lại cái bài học này ba ý nơi đây thế thì mình giải thích ba ý này ý thứ nhất trên con đường này, người không khéo đi và khéo đi. Ý thứ hai, sức mạnh của dòng nghiệp luân hồi quá lớn và quá mạnh luôn mời gọi bạn. Ý thứ ba, ta cần điều kiện gì thêm mới lên đường đây? Thế rồi mình giải thích ba ý này để cho các vị nắm nha. Thưa đại chúng, trên con đường này là con đường nào? Con đường vật lý là con đường các vị đang đi và mình nhớ ba sô có bài thơ khá hay và cũng rất ngắn thôi trên con đường này những mùa thu ấy đi về không ai dường như vậy không biết đúng không kể nó trật hai chữ sao nha <laughs> trên con đường này những mùa thu ấy đi về không ai có hào nghĩa rằng cũng trên con đường có vị đang đi sớm đi chiều đây trên con đường quanh nhà đây và sẽ tới một mùa thu nào đó một mùa xuân nào đó mùa hạ mùa đông nào đó sẽ không có người đi và người không đi trên đường đó chính là ta nghe ta không biết sinh mạng ta mất lúc nào thế cho nên khi hiểu được điều này rồi chúng ta hãy trân quý từng ngày của đời sống này đừng để mất của thọ mạng và bằng ta vô thường hãy nhớ sinh mạng này khó giữ gìn vô cùng mất thì vô cùng dễ nhân viên phật pháp thì khó gặp vô cùng mà để mất cuộc đời không tu tập thì vô cùng đơn giản có khi mình mất hàng triệu kiếp mới có thể gặp được Phật, Phật Pháp trong kiếp này và ngộ được đạo lý thiền nó có khi phải hàng xa kiếp nghe thế rồi ngay kiếp này mình ngộ được đạo mà mình cứ vẫn vơ cứ chơi cái trò bắt bóng trong ngày qua ngày đi qua để cái chết đến rồi lúc bây giờ quảng loạn thì thưa các vị không có gì kém thông minh bằng cái điều này cho nên hãy sống thế nào để từng phút giây không rời đạo đây là điều vô cùng thông minh Và nếu anh khéo Thì anh có quyền làm cho đời sống anh ngay bây giờ Tương ưng với đạo Và thành đạt được Ít nhiều con đường an lạc Thì anh sẽ có niềm vui Có niềm hưng phấn nhất định để anh thăng qua đời sống anh Còn không thì tu là một việc buồn phiền Chẳng ngấy thôi Ý thứ hai Sức mạnh của nghiệp thì nó vô cùng mạnh Nó cùng cuộn như thác đổ Nó lôi anh rất đơn giản sức mạnh của đạo thì nó lại yếu hơn do vì phàm tâm thì chúng ta đã xây dựng nó ngàn vạn đời rồi cái việc học hiểu chánh pháp thì chúng ta mới nếm trải hương vị trong vòng một kiếp này và cái chủ nhân nó xa hơn người vài ba kiếp nhưng mà phàm tâm lúc nào cũng năng và đạo lực thì lúc nào cũng yếu do vậy cho nên thưa các vị mình không thể chần chừ và không thể triển hạn ngày tháng qua mau và nên nhớ rằng là cái nghiệp lực của sinh diệt thì nó trực chờ bao quanh ta như không gian này không khí thở nó luôn bao quanh cá vị cũng giống như hình hài của cá vị đời sống của cá vị mắt tai mũi lưỡi của cá vị nó đều hướng ngoại chưa có thứ nào hướng nội cả do vậy cho nên hướng nội làm cho ánh sáng giác ngộ quay ngược về để nhận biết toàn thân làm cho năng lực tâm nó đang dội ngược về quan sát từng cái buồn vui từng cái ý niệm sinh diệt thưa các vị đây là một việc làm vô cùng là quan trọng và không đủ lực dụng mạnh thì ta không thể làm được điều này không sợ chết không ngộ đạo sâu không nhiệt tình không vô tu thì thưa các vị một đời tu ta dường như là đếm ngày qua ngày để đợi cái chết đến thôi chứ còn các vị không thể chống được với cái sức mạnh của dòng nghiệp luân hồi đâu nghe ý thứ ba ta cần điều kiện gì thêm mới lên đường đây? có hẳn nghĩa rằng các vị cần cái điều kiện gì các vị tu đây? không cần thêm gì nữa cả. ngày xưa chư tăng chỉ có một ngàn một bữa thôi nghe, và một năm một lần thay y thôi nghe. họ luyện hẳn đời sống họ trong công trình tu thì họ hứa với lòng rằng kiếp này với đoạn tận sinh tử không giống như chúng ta bây giờ cứ mang nhiều thứ quá và dường như bỏ một cái thứ nào lòng ta cũng đau cả do vậy cho nên các vị nên nhớ rằng đời tu bắt đầu ngay bây giờ về sau đừng nghĩ rằng tu là thêm cái gì những điều cần thiết để tu ta có đủ nghe có hình hài là có đời sống tu có cái ăn có mặt bình thường không chết đói là đủ để tu có năng lực tâm nhận thức để có thể nhìn ra được đây là buồn là vui sinh diệt thì các vị đã có điều kiện để tu và đối tượng để tu để quán chiếu thì nó vô cùng giàu. Này buồn vui của ta, ưu tư phiền não của ta, nghĩ suy si của ta, vọng thức của ta đều là đối tượng để làm phát sáng ánh sáng trí tuệ của các vị. Thậm chí gần hơn nữa, dễ nhận ra hơn nữa là cái hình hài này là đối tượng đủ để tu rồi. Ta chỉ cần làm một việc là dùng năng lực tâm quan sát thân này đứng này đi này ngồi này nằm này co này duỗi này nhai này nuốt này, này dở này bước này đạp mọi động thái của thân nó di chuyển nó đứng nó đi ra làm sao ta luôn quan sát nó chỉ cần an chủ tâm ngay cái quan niệm này ngay công phu tu tập này thì các vị dần dần bước vào con đường để có thể chứng nghiệm thánh trí ngay hiện thời chứ không phải là cần cái điều kiện chi nữa tóm lại có thân là đủ điều kiện để tu có hoàn cảnh hiện tại dù đang ở đâu cũng là điều kiện tu không cứ gì ta phải trẻ không cứ gì ta phải là người xuất gia không cứ gì ta phải ở già lam tỉnh biển á ở nơi nào chẳng là nơi chúng ta vận dụng công phu người hiểu được như thế này rồi thưa các vị thì cuộc đời của họ không làm việc gì khác chỉ có một việc trú tâm trong trạng thái quan sát đây là công phu hành trì thiền tập sâu sát nhất và hứa hẹn rằng ngay đời này các vị thành đạt được giải thoát chứng nghiệm được an lạc hiển tiền còn nếu các vị rời vùng đất này không nắm pháp hành trì này thì thưa đại chúng rằng là ta chỉ là người thả mồi bắt bóng mà thôi chỉ là người rượt đuổi quan ảnh giữa tầng đời này để đợi cho hết kiếp sống rồi đi vào các buổi phù du thôi cho nên lâu lâu hãy hỏi mình coi ta cần gì thêm nữa đây. Ta cần cái điều kiện gì để ta tu đây? Đây là một câu hỏi dành cho tất cả những người có niềm tin với Tam Bảo, học được chánh pháp và biết tu tập.